Một nắm lá khoai lang trị 10 chứng bệnh. Ai đang mắc phải thì nên thử ngay, đừng vội dùng thuốc. Trong rau khoai lang có chứa một chất gọi là beta-cretoxyanthin. Đây là chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm mạn tính như thấp khớp, viêm khớp và còn có tác dụng tăng cường độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch. Những người bị đau nhức xương khớp có thể sử dụng ăn rau khoai lang để trị bệnh một cách hiệu quả và an toàn. Dưới đây là những công dụng của rau khoai lang đối với sức khỏe. Đầu tiên, phòng chống bệnh tim mạch, đột quỵ. Các nhà khoa học đã phát hiện chất lutein và zeaxanthin có trong rau lang rất có ích. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim mạch vành và đột quỵ. Bằng chứng thực nghiệm cho thấy, lutein từ dinh dưỡng rau khoai lang đã làm giảm lượng cholesterol xấu trong thành động mạch một cách rõ rệt. Thứ hai, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Lá rau khoai lang có đặc tính giảm đường huyết vì ở phần đọt rau có chứa một chất gần giống insulin. Ở lá già thì không có chất này, do đó những người bị bệnh tiểu đường có thể dùng đọt rau khoai lang non để ăn, cũng rất tốt. Thứ ba, phòng ngừa bệnh táo bón. Không chỉ có củ khoai lang mới có công dụng chữa táo bón, mà ăn rau khoai lang cũng có thể giúp chữa táo bón hiệu quả. Phần lá rau khoai lang có chứa rất nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng. Ngoài ra, chất nhựa từ lá khoai lang cũng có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa chứng táo bón. Thứ tư, giúp giảm cân. Rau khoai lang có nhiều chất xơ nên khi ăn sẽ tạo cảm giác no lâu. Những người trong thời gian ăn kiêng giảm cân có thể ăn rau khoai lang luộc cùng với cơm cháo sẽ có tác dụng giảm cân hiệu quả. Thứ năm, chống lại sự oxy hóa trong cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione, một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo ra các chất chống oxy hóa trong cơ thể. Thứ sáu, chữa viêm khớp, thấp khớp. Trong rau khoai lang có chứa chất beta-cretoxyanthin. Đây là chất có tác dụng ngăn ngừa những bệnh viêm mạn tính như thấp khớp, viêm khớp và còn có tác dụng tăng cường được độ chắc khỏe của xương, tăng cường hệ miễn dịch. Những người bị đau nhức xương khớp có thể sử dụng ăn rau khoai lang để trị bệnh một cách hiệu quả và an toàn. Thứ bảy, trị chứng thận âm hư, đau lưng mỏi gối. Củ và rau khoai lang là vị thuốc phòng chữa bệnh thận âm hư và đã được dùng từ lâu trong dân gian, có nơi gọi là sâm nam. Với công dụng này, bạn dùng lá khoai lang tươi non, sắc củ mai rùa, sắc kỹ lấy nước uống trong thời gian ngắn sẽ thấy hiệu quả. Thứ tám, thanh nhiệt, giải độc và trị mụn nhọt. Rau lang có tính bình và mát, các bà nội trợ nên sử dụng thêm rau lang vào thực đơn của gia đình mình, nhất là vào những ngày hè nắng nóng. Nó giúp thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể rất tốt, đặc biệt với những ai bị nhiệt hoặc nóng trong. Để trị mụn nhọt, dùng lá khoai lang non, đậu xanh, thêm chút muối, giã nhuyễn, bọc vào vải đắp vào vết mụn sẽ hút được mùi nhọt. Thứ chín, trị buồn nôn, ốm nghén. Theo các nhà khoa học, trong 100g rau khoai lang có chứa 11mg vitamin C. Đây là chất giúp tạo ra collagen, giữ cho làn da luôn tươi trẻ, săn chắc và căng đầy sức sống. Không chỉ vậy, thành phần beta-carotene, lutein và zeaxanthin có trong loại rau này còn giúp chúng ta duy trì đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Lutein và zeaxanthin là các dưỡng chất phân bố rộng rãi trong các mô thần kinh mắt. Chúng còn tập trung ở khu vực điểm vàng của võng mạc. Chúng làm nhiệm vụ lọc ánh sáng xanh gây hại cho mắt, đồng thời còn có khả năng ngăn chặn quá trình oxy hóa ở các phần thần kinh mắt. Do đó, rau khoai lang còn có công dụng diệu kỳ trong việc giúp phòng chữa bệnh đục thủy tinh thể liên quan đến tuổi tác. Một số lưu ý cần nhớ khi ăn rau khoai lang. Mặc dù ăn rau khoai lang mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu muốn rau khoai lang phát huy tác dụng thì mọi người cần lưu ý. Không nên ăn rau khoai lang lúc quá đói vì có thể gây hại đường huyết quá mức, tổn hại sức khỏe. Nếu muốn nhuận tràng thì nên ăn rau khoai lang tươi luộc chín, không nên ăn rau khoai lang còn sống vì sẽ có tác dụng ngược là chính gây ra táo bón. Không nên ăn rau khoai lang quá nhiều vì rau khoai lang có chứa nhiều canxi có thể gây sỏi thận. Nên ăn rau khoai lang xen kẽ với các loại rau khác, tốt nhất là nên ăn kèm với các thực phẩm có chứa đạm động vật, thực vật để giúp cân bằng thành phần dưỡng chất. Khi luộc rau khoai lang để ăn và chữa bệnh, nếu muốn dùng nước thì nên lấy nước thứ hai vì nước thứ nhất thường có vị chát và hăng. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.